Trần Ngọc Vàng, diễn viên triển vọng của điện ảnh Việt, từng áp lực khi diễn chung Hoàng Yến Chibi. Trần Ngọc Vàng được khán giả quan tâm khi góp mặt trong phim truyền hình Giấc mơ của mẹ. Trước đó nhiều người cũng biết đến anh qua phim Người cần quên phải nhớ nhờ lối diễn xuất chân thực, giàu cảm xúc. Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998 tại Phan Rang, Tháp Chàm, tốt nghiệp ngành diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi giành ngôi quán quân gương mặt điện ảnh 2020, anh chàng này có liên tiếp hai phim ra rạp là Chồng người ta và Người cần quên phải nhớ, phát hành dịp Giáng sinh năm 2020. Ngày 1 tháng 7 năm 2020, Trần Ngọc Vàng góp mặt trong bộ phim Giấc mơ của mẹ, được đông đảo công chúng đón nhận. Đây là dự án được làm lại từ bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc vào năm 2015, với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, diễn viên Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9X, Kim Nhã, Quốc Anh, Ngân Hòa, nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn, nghệ sĩ Khánh Huyền cùng nhiều ngôi sao khác. Giấc mơ của mẹ là một bức tranh thu nhỏ của cuộc sống. Ở đó, khán giả thấy được những câu chuyện về đời, về người mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng va vấp phải. Bộ phim chủ yếu xoay quanh về cuộc đời của bà Thanh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thủ vai. Một người mẹ của gia đình, bà hy sinh tất cả mọi thứ để lo cho chồng và ba người con. Tuy nhiên, sự hy sinh này không mấy ai hiểu được. Mãi đến sau này, các con mới dần nhận ra tình cảm bao la và nỗi lòng sâu thẳm của mẹ. Trong phim, Trần Ngọc Vàng hóa thân vào vai cậu út kiên cường, một chàng trai thông minh khéo léo nhưng sự chảnh mảng, học hành dở dở ương ương đã khiến anh trở thành người vô công rồi nghề. Nhưng theo bước đi của thời gian, kiên cường dần hiểu ra mọi chuyện và trưởng thành hơn sau những lần va chạm với đời. Nói về vai diễn của mình, Trần Ngọc Vàng chia sẻ, việc bản thân và nhân vật đều là con trai út trong một gia đình, sống rất tình cảm, luôn yêu thương và đặt gia đình trên hết đã giúp anh cảm nhận rõ và hoàn thành vai diễn một cách hoàn hảo nhất. Trước đó, Trần Ngọc Vàng cũng đã góp mặt trong dự án điện ảnh Người cần quên phải nhớ của đạo diễn Đức Thịnh. Theo tiết lộ từ nam diễn viên 9X, ban đầu anh tìm đến buổi casting của phim chỉ để tham gia tuyển chọn cho vai quần chúng. Tuy nhiên, phần thể hiện của mình lại vô tình lọt vào mắt xanh của hai nhà làm phim kỳ cựu. Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh kể lại, lúc đó chúng tôi khá lo lắng do vẫn chưa thể tìm ra nam chính ưng ý sau gần 2 tháng. May mắn thay, bạn phó đạo diễn bỗng nói rằng anh ta nghĩ Trần Ngọc Vàng, người đang ứng tuyển một vai phụ, có ngoại hình tương tự như nhân vật Bình. Vì vậy, chúng tôi quyết định hẹn Vàng lên gặp trực tiếp và đề nghị cậu đóng thử vài phân đoạn khác nữa. Đạo diễn Trác Lê Nguyễn sau khi xem màn casting của Trần Ngọc Vàng cũng bày tỏ, khi nhìn thấy Vàng tôi liền nói ngay với Thịnh rằng thanh niên giang hồ Bình được tạo ra để Donnie đóng giày cho cậu ta. Việc Trần Ngọc Vàng được hai đạo diễn lựa chọn vào vai nam chính của Người cần quên phải nhớ đã khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp Khai Thi Nguyễn ở dự án Em chưa 18 công chiếu 3 năm trước. Tuy nhiên xuất phát điểm của cặp diễn viên này lại không giống nhau. Khai Thi Nguyễn bắt đầu nổi lên sau một video hát nhép ca khúc Destiny của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Sau đó, cô nàng được phía Trác Lê Nguyễn chú ý. Còn Trần Ngọc Vàng thì từng được đào tạo bài bản về diễn xuất, ngoài ra anh cũng từng giành giải quán quân của chương trình Gương mặt điện ảnh mùa 4. Tuy vậy Trần Ngọc Vàng ý thức được rằng khi vào vai nam chính ắt sẽ có những ánh mắt dò xét từ công chúng dành cho mình. Vậy nên anh quyết tâm chăm chỉ học hỏi, luyện tập, nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình để hoàn thành tốt vai diễn được giao. Quả thực khi dự án Người cần quên phải nhớ công bố diễn viên, nhiều khán giả nghi ngại khả năng của Trần Ngọc Vàng vì đóng cùng anh là những gương mặt quen thuộc với công chúng như Hoàng Yến Chibi, Khai Tinh Nguyễn. Nam diễn viên 9X cho biết bản thân cảm thấy áp lực khi tham gia dự án, nhưng anh cũng lấy đó làm động lực để bản thân cố gắng từng ngày. Trong Người cần quên phải nhớ, Trần Ngọc Vàng thủ vai Bình, một người gai góc, giang hồ nhưng có trái tim ấm áp. Anh vô tình vướng vào cuộc điều tra của phóng viên Loan, Hoàng Yến Chibi và mở ra chuyến hành trình đầy thú vị và hài hước. Dù thành tích của phim không được như kỳ vọng, nhưng màn thể hiện của Ngọc Vàng vẫn được khán giả đánh giá cao. Ngoài tài năng diễn xuất, Trần Ngọc Vàng ghi điểm với ngoại hình nổi trội, nụ cười tươi sáng và phong thái giàu năng lượng tích cực. Chia sẻ về lợi thế sắc vóc của mình, nam diễn viên cho biết bản thân giữ thói quen tập thể dục, chơi thể thao, ngủ sớm và ăn uống đủ chất, một bí quyết quan trọng không kém là anh luôn cố gắng chăm sóc cho sức khỏe tinh thần. Rời xa nhà lập nghiệp, Trần Ngọc Vàng giữ liên lạc thường xuyên với gia đình. Dù bận đến mấy, nam diễn viên cũng gọi điện để tâm sự với ba mẹ và anh chị về cuộc sống, công việc. Đó là cách để anh cảm giác người thân luôn ở cạnh mình. Sau 2 năm dành trọn vẹn cho series Giấc mơ của mẹ, nam diễn viên 9X lập tức bước vào hai vai diễn mới. Anh chàng biết ơn tổ nghiệp cho mình nhiều cơ hội. Tôi không muốn bản thân lãng phí thời gian khi đang ở độ tuổi sung sức. Được làm nghề là điều ai cũng mong muốn. Với tôi, tinh thần phơi phới nhất là khi tôi được sống trong cuộc đời của nhân vật. Nếu nghỉ ngơi, tôi cũng mong đó là sự nghỉ ngơi tranh thủ trên trường quay. Tôi sợ thất nghiệp lắm. Dù là gương mặt trẻ trong làng diễn xuất Việt Nam, nhưng không vì thế mà chất đời hay những trải nghiệm cảm xúc của Trần Ngọc Vàng bị hạn chế khi đảm nhận vai diễn. Chắc chắn rằng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự cộng hưởng tung hứng từ các nghệ sĩ gạo cội sẽ giúp anh truyền tải đến khán giả những nhân vật có cảm xúc chân thật nhất.